Hình được đây à, video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chương trình Elop của dự án Mtgale Fan Token. Dự án này thì sẽ là một dự án mà chúng ta sẽ làm trên ví, và sử dụng ví Play Wallet để chúng ta làm anh em nhé. Nhắc lại cho anh em là chúng ta sẽ dùng ví Play Wallet để chúng ta làm, không dùng ví MetaMask hoặc không dùng Chess Wallet đâu. Với dự án này thì có pool tài thưởng rất lớn. Pool tài thưởng của dự án là 200.000 WeMix. Và anh em biết là WeMix thì đợt vừa rồi thì đã có một cái đợt chuyển sang token mới, và cái token cũ thì được bỏ rồi. Bây giờ token mới của WeMix với ví Play Wallet thì nó đang có giá là 1,46 đô. Như vậy với 200.000 token trong chương trình Alo hôm nay, pool tài thưởng đã lên tới con số là rơi tầm khoảng là 300.000 đô anh em nhé. Một con số rất là lớn như một cái dự án Aerobe. Đây có thể coi là một dự án Aerobe rất là khủng. Và chị Arop này thì sẽ kéo dài đến ngày mùng còn 11 giờ nữa anh em ạ, còn đúng 11 giờ nữa anh thôi. Anh em cần phải làm gấp nhé. Thì đối với cái dự án này thì 1.000 người may mắn thì sẽ nhận được 100 WeMix, và top 100 thì nhận được 1.000 WeMix. Thì cái 1.000 người may mắn thì chúng ta hoàn toàn có hy vọng, và nếu như anh em nhận được, anh em chiến thắng thì em sẽ có 147 đô theo giá hiện tại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhanh chóng làm nhiệm vụ dự án. Trước tiên là các bạn sẽ ấn vào đăng nhập vào tài khoản Google, và ở trong đó sẽ có phần điền thông tin, điền tên, điền email, điền địa chỉ các thứ. Không có địa chỉ, có chỉ có là ngày sinh thôi, được chưa? Rồi, ok, sau đó thì các bạn sẽ ra mục này và các bạn submit đầu tiên là cái địa chỉ ví Play Wallet. Thì cái ví Play Wallet thì mình sẽ dẫn lại link cho anh em. Đấy, chúng ta ấn Continue để chúng ta xác nhận. Rồi đối xong cái ví Play Wallet này. Rồi bây giờ đến với cái phần offsite này, offsite. Đây là trang WeMix Play. Trang WeMix Play, chúng ta mở cái trang này ra. Hình như là tải ví trên này này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ follow cho một số các kênh mạng xã hội. Trước tiên là chúng ta join kênh YouTube để chúng ta subscribe. Đây là người nổi tiếng luôn, đúng không ạ? Nhân vật Mr. Saro. Đấy, nhân vật này, ok. Đây là cái nhân vật mà đại diện cho chương trình Adobe này, có thể là đại sứ thương hiệu của WeMix chăng? WeMix mà nay là Play Play Golis. Cũng xinh đẹp chứ anh em nhỉ? Ok. Rồi chúng ta xác nhận hai nhiệm vụ này, rồi visit cái YouTube của WeMix luôn, rồi các bạn follow được thì càng tốt. Đăng ký kênh nhỉ? WeMix đợt này kiếm được mấy em xinh tươi đấy, không biết nữa. Rồi ok. Đây là trang WeMix Play. Bây giờ nó là một cái trang game rồi. Ok, có thế thôi. Đấy, thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham gia một chương trình Arop đối với cái dự án này. Và cơ hội các anh em có thể chia sẻ giải thưởng rất là lớn đến từ WeMix và cũng như là Play Wallet. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.